Xin phép cô Nhung một chút để cô Lê hôm nay có tham dự không? Nhung hôm nay cô Lê có tham dự không? Em có tham gia. Mình chữa một chút cái bài tập thử thách nhé, giải thích qua cái hiện tượng không? Cho các bạn xem một bài, một cái video điển hình của em có thu thập rồi ấy. Sau đó thì giải thích hiện tượng cho các bạn. Xong thì mình sẽ bắt đầu bài của Nhung. Các bạn đã hoàn thành hết thử thách chưa? Có ai không? Chưa hoàn thành không? Thầy... Bài tập hoàn rồi nha thầy. Ờ, lần này thầy em nhận được khoảng... từ lâu rồi. Ờ. Lần này thầy nhận được khá là ít bài của các bạn. Ít hơn lớp khoa học trái đất. Bài gì vậy thầy? Ồ, bài gì vậy? Có bài thử thách về chứng minh oxy duy trì sự cháy ấy, của phần trước con đây đưa ra thử thách cho các bạn đấy. Bạn nào chưa hoàn thành thì tiếp tục hoàn thành nhé. Dạ, em làm rồi ạ. Ok, bây giờ cô Lê sẽ chữa bài cho chúng ta một chút trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi học với chủ đề mới ngày hôm nay. Cô chào các bạn. Cô sẽ gửi lại đáp án của cái thử thách phần 2. Đầu tiên là lý do tại sao mà khi úp cốc xuống que nén tắt, bởi vì là khi mà úp cốc ấy thì không khí ở bên ngoài nó không thể nào vào bên trong cốc được nữa, và cái lượng không khí ở trong cốc nó có giới hạn, do đó mà khi mà nến tắt thì khí oxy nó sẽ vơi dần và không có thêm nguồn cung từ bên ngoài vào nữa, vì vậy mà sau một khoảng thời gian ngắn thì cái ngọn nến nó sẽ tắt. Đấy là điểm đầu tiên. Ý thứ hai là tại sao mà nước nó lại dâng lên trong cốc? Bởi vì là khi mà que nến cháy ấy, thì nó sẽ đốt dần, làm mất dần oxy ở trong cái cốc, và nó làm tạo ra một khoảng trống ở trong cái cốc đấy và làm cho áp suất ở trong cốc nó giảm hơn so với bên ngoài. Vì vậy mà nước nó từ bên ngoài nó sẽ bị hút vào cốc để lấp dần cái khoảng trống mà oxy đã mất đi. Đấy là lý do tại sao mà nước từ bên ngoài nó sẽ bị hút vào bên trong cốc. Và điểm thứ ba là tại sao ở trên cái thành cốc nó lại có xuất hiện những cái giọt nước. Bởi vì là trong cái quá trình đốt cháy ấy, nó sẽ ngoài cái khí CO2 sinh ra thì nó còn sinh ra hơi nước nữa, và cái hơi nước đấy nó sẽ bám lên trên cái thành cốc, và khi ngọn nến tắt thì nhiệt độ trong cốc nó giảm và cái hơi nước đấy nó sẽ bám lên cái thành cốc. Đấy là ba ý mà cô giải đáp. Cô giải đáp xong rồi, cô bạn mời cô Nhung tiếp tục buổi học tuần này nhé. Cảm ơn cô Lê nhé. Xin chào các bạn nhỏ. Phóng thủng lý sở, phóng thủng. Ai đang xem màn hình ấy nhỉ? Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ lời của chị nói và nhìn thấy màn hình mà chị chia sẻ không? Dạ có. Cảm ơn chị nha. Có. Ngày hôm nay thì chúng mình với buổi thứ ba của lớp học hóa học quanh ta. Chị là Thùy Nhung, sẽ là người giảng của buổi ngày hôm nay. Đối với buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu về một loại thuốc kháng sinh tên là penicillin, quá trình phát minh ra nó. Và đây là một phát minh vĩ đại từ một sự tình cờ.
Trong bài này thì chúng mình sẽ đi qua các nội dung như sau. Đầu tiên là về giới thiệu. Thì chúng mình sẽ biết một số khái niệm cơ bản trước khi bắt đầu vào bài học để mình có thể nắm bài được tốt hơn. Ví dụ như là thế nào là kháng sinh, thế nào là nhiễm khuẩn và những cái chi tiết rất là thú vị trong khám phá của một nhà khoa học. Rồi rồi. Penicillin. Các bạn nhỏ ơi, các bạn tắt mic đi nhá. Để mọi người cùng nghe thấy ấy. Cho đỡ bị ồn ấy. Cảm ơn các bạn. Cô Nhung ơi, cô Nhung bật mic tại ạ. Ok, chúng mình tiếp tục nhé. Mọi người đã nghe thấy chưa ạ? Có nghe thấy rồi nhưng mà. Cảm ơn. Tiếp theo là đến quá trình mà chúng mình sẽ được đi qua chi tiết các cái giai đoạn penicillin được khám phá ra và được phát triển như thế nào. Các nhà khoa học đã phải rất nỗ lực để biến penicillin cứu sống vô số người. Để chúng mình có thể ghi nhớ tốt hơn những cái kiến thức của bài học hôm nay thì chị Nhung đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và chúng ta cùng làm nhé. Đến phần thứ tư thì chúng mình sẽ có 15 phút và các bạn nhỏ sẽ được giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học này nhé. Đầu tiên là chúng mình đến với phần giới thiệu. Thì chúng ta cùng nhau xem một đoạn video trên YouTube. Đoạn này thì chúng mình sẽ nghe và không có âm thanh. Thì chị sẽ thuyết minh lại những ý chính để chúng ta nắm được bài học một cách dễ dàng hơn. Chúng mình bắt đầu nhé. Video sao? Các bạn nhỏ chờ một chút. Cô Nhung ơi, có xe được không? Được không, để anh xe cho. Anh đang xe mà, nhưng mà tại sao nó lại bị bao thế này? Kiểu mạng nó bị chậm đi. Các bạn chờ một chút nhé. Đây để anh đổi bệnh. Anh xe cho nhé. Xem có được không? Vâng. Trong đoạn video này thì chúng mình cùng nghe Dr. Binox sẽ nói với bạn nhỏ Kitty về cái sự tình cờ phát minh ra kháng sinh penicillin làm thay đổi thế giới của chúng ta nhé. Để em tiếp tục share slide của em. Như vậy là chúng mình đã được nghe Dr. Binox minh họa rất là cụ thể
rất là sinh động về việc thế nào là một kháng sinh, thế nào là nhiễm khuẩn và những cái bước sơ bộ trong quá trình phát kiến ra penicillin. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước đến một cái phần cụ thể hơn. Thì chị Nhung sẽ nói với các em về quá trình mà penicillin được khám phá và phát triển. Thì chị Nhung sẽ chia cái quá trình này ra làm 3 giai đoạn. Trước hết là cái quan sát và phát hiện ra penicillin có tác dụng diệt trừ vi khuẩn của Alexander Fleming vào năm 1928. Tiếp theo thì các nhà khoa học đã phân lập được penicillin tinh khiết có thể tiêm được vào cơ thể người và thử nghiệm nó trên người và những cái bệnh nhân đầu tiên. Sau đó là quá trình mà penicillin được sản xuất ở quy mô lớn, có thể lên đến hàng tỷ liều để phục vụ cho cứu sống rất nhiều người lính trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đầu tiên chúng ta đi vào cái giai đoạn là khám phá của Alexander Fleming. Thì như trong Dr. Binox đã nói với chúng ta, đây là một phát hiện tình cờ. Nó diễn ra ở Bệnh viện St. Mary, London, nước Anh vào năm 1928. Thì Alexander Fleming, một nhà vi khuẩn học, đã phát hiện ra một cái loại dịch mà ông gọi tên nó là penicillin từ trong dịch chiết của một loài nấm, cụ thể là penicillin notatum. Cái dịch chiết này có tác dụng là tiêu diệt vi khuẩn mà ông nuôi trên đĩa Petri đó, nó là vi khuẩn tụ cầu Staphylococcus. Sau đó thì ông cũng công bố thêm là cái penicillin nó có thể tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn khác, là vi khuẩn gram dương. Hình ảnh thì các bạn có thể quan sát thấy đây là hình ảnh của penicillin notatum trên kính hiển vi hiện đại. Chúng ta cùng quan sát thêm một cái hình ảnh nữa trích từ công bố của Alexander Fleming, chính cái đĩa Petri này đây. Cái hình to đùng này chính là nấm rơi vào đĩa Petri và nó là một cái chủng Penicillium notatum có khả năng tiết ra penicillin. Những cái hình chấm tròn nhỏ này là Staphylococcus đã được nuôi cấy và phát triển. Và chúng ta nhìn thấy sự quan sát là xung quanh cái nấm này đã không còn sự phát triển của Staphylococcus bởi vì chúng đã bị tiêu diệt, bị ly giải. Mặc dù Alexander Fleming là người đầu tiên quan sát thấy hiện tượng này và báo cáo nó, nhưng mà ông ấy không thể nào làm penicillin trở nên tinh khiết, cho nên cần phải có những cái giai đoạn tiếp theo, sự đóng góp của những nhà khoa học khác để biến penicillin trở thành một loại thuốc điều trị trên người. Và trong suốt 10 năm thì không có một tiến triển nào. Đến tận năm 1939 thì một nhóm các nhà khoa học rất nổi tiếng lúc bấy giờ ở trường Đại học Oxford nước Anh. Nói biết là trường Đại học Oxford đến tận ngày nay vẫn là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Có một nhóm các nhà khoa học rất tài năng và dẫn đầu là ông Howard Florey. Ông ấy đã thành lập nhóm nghiên cứu và giám sát quá trình thử nghiệm penicillin. Và trong nhóm này thì có hai nhân vật có đóng góp rất là quan trọng. Thứ nhất là ông Erskine. Ông ấy là một nhà hóa học tài năng và đã tinh chế được hợp chất penicillin từ dịch chiết Penicillium notatum. Và thứ hai là Norman Headley. Thì chúng ta hiểu rằng là trong phòng thí nghiệm, nấm sẽ được nuôi cấy ở trong những cái dụng cụ rất là nhỏ. Và để có đủ lượng penicillin thử nghiệm trên các cái loài động vật thì chúng ta cần phải có một cái technique, một cái kỹ thuật để có thể cung cấp được nhiều, nuôi cấy được nhiều nấm hơn và cung cấp được nhiều penicillin hơn. Và Norman Whitley là cái nhân vật nòng cốt trong việc phát triển các cái kỹ thuật nuôi cấy được penicillium với số lượng lớn ở các phòng thí nghiệm của nhóm Howard Florey. Và khi nhìn vào cấu trúc của penicillin, chúng ta nhìn đây nhé, thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà các nhà khoa học đã làm tinh sạch được penicillin từ dịch chiết của nấm cũng là một cái thành quả rất là vĩ đại vì thời bấy giờ. Bởi vì cấu trúc của penicillin nó có một cái vòng bốn cạnh. Có thể là các bạn chưa hiểu vấn đề này, nhưng mà chị tin là sau này thì các bạn sẽ hiểu một cách rất dễ dàng. Chị sẽ nói để chúng mình có những cái gợi mở và sẽ chủ động khám phá nhiều hơn nhé. Là cái vòng amide này nó rất dễ bị thủy phân khi tác động với nhiệt, cho nên quá trình tinh chế penicillin
là một quá trình gian khó và rất nhiều nhà khoa học mất đến hàng 10 năm vẫn chưa làm được, nhưng Earthgen là người đã làm được. Sau khi phân lập được penicillin thì trước hết là người ta đã thử trên các cái con vi khuẩn ở bên trong đĩa Petri, sau đó thì sẽ thử nghiệm trên chuột. Và ở đây thì chị Nhung sẽ mô tả một cái thí nghiệm rất là nổi bật trên con chuột. Thứ nhất là 8 con chuột sẽ cùng được tiêm vào liều gây chết của Streptococcus, đây là liên cầu, nó gây ra bệnh viêm phổi nhé. Sau một vài giờ thì 4 con chuột sẽ được điều trị với penicillin bằng đường tiêm đây. 4 con chuột thì không được nhận penicillin để điều trị. Và kết quả là sáng ngày hôm sau thì 4 con chuột được điều trị bằng penicillin đã được hồi phục và khỏe mạnh. 4 con chuột còn lại không được điều trị bằng penicillin thì bị chết vì nhiễm khuẩn. Và Flory, đứng đầu nhóm nghiên cứu bây giờ, đã khẳng định là đây là một loại thuốc thần kỳ. Tiếp theo thì các nhà khoa học đã nghiên cứu trên những bệnh nhân đầu tiên. Phải kể đến đấy là một cái người cảnh sát ở Oxford. Ông ấy bị nhiễm khuẩn rất là nặng và đau đớn khắp cơ thể. Thì sau khi sử dụng penicillin thì bệnh tình của ông đã thuyên giảm. Nhưng có một điều rất là đáng buồn. Đấy là lượng penicillin được sản xuất trong phòng thí nghiệm của Oxford lúc bấy giờ không đủ để điều trị cho ông ấy. Vì chúng ta có thể hình dung là con người ấy, thì có trọng lượng cơ thể lớn hơn chuột rất là nhiều. Cho nên đòi hỏi lượng penicillin sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn trên toàn cơ thể của chúng ta sẽ lớn hơn liều dùng cho chuột rất nhiều. Và các nhà khoa học ở Đại học Oxford sẽ không có đủ khả năng để sản xuất ra lượng lớn penicillin sử dụng cho nhiều người như vậy. Và rất đáng buồn là người bệnh đầu tiên mặc dù đã thuyên giảm nhưng không đủ thuốc, cho nên một vài tuần sau đó thì ông đã ra đi. Và người đứng đầu nhóm nghiên cứu là Flory thì thấy rằng là rất cần thiết phải sản xuất được penicillin với lượng lớn. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung là lúc bấy giờ thì chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra rất là khốc liệt ở nước Anh. Các công ty dược phẩm ở Anh không thể phát triển được cái quy trình sản xuất penicillin với lượng lớn để cung cấp cho nhu cầu rất lớn của quân đội. Nên là Flory đã phải đến nước Mỹ để nhờ cậy chính phủ Mỹ, các nhà khoa học Mỹ và các công ty dược phẩm ở đây, nơi ở bên kia bán cầu và không bị bom đạn chiến tranh ảnh hưởng. Và rất là may mắn cho nhân loại của chúng ta, ở Mỹ thì quá trình sản xuất penicillin đã được đẩy mạnh. Và ở đây có hai cải tiến rất là quan trọng khiến cho penicillin có thể được sản xuất với lượng rất là lớn trong một thời gian ngắn. Ở đầu tiên, đấy là các nhà khoa học đã tìm ra một cái chủng penicillium mới. Nó có đặc điểm là mỗi một cá thể của nấm này nó có thể sản xuất được nhiều penicillin hơn là cái chủng ban đầu do Fleming tìm ra. Và thứ hai là đây là một chủng dễ nuôi cấy hơn với lượng lớn. Như vậy là chúng ta vừa nuôi được nhiều hơn, lại mỗi cá thể lại sản xuất được nhiều hơn, nên là lượng penicillin sẽ sản xuất được nhiều hơn. Và tiếp theo đấy là trong các cái công ty dược phẩm của Mỹ, và đi đầu là công ty Pfizer, thì họ đã phát triển ra một cái kỹ thuật rất là mới ở thời bấy giờ. Đấy là kỹ thuật gọi là Lehmann Deep Tank Fermentation. Tank là vật chứa. Trên cái vật chứa có lòng sâu, khác với những cái vật chứa ở phòng thí nghiệm là lòng nó rất là nông. Và trong những vật chứa có lòng sâu này, để mà penicillium có thể phát triển thì nó cần có oxy để cung cấp thường xuyên. Vậy thì người ta đang nghĩ ra một cách rất hay, đấy là người ta thổi khí thường xuyên. Và thứ hai là khuấy trộn. Và nhờ có những cái cải tiến rất là mà tính cách mạng đó thì lượng penicillin sản xuất được ở Hoa Kỳ trong cái giai đoạn này đã tăng lên chóng mặt. Chúng ta tưởng tượng là năm 1941 thì ở Hoa Kỳ không có penicillin, nhưng đến năm 1942 thì đã sản xuất được đủ cho 100 người dùng. Và đến năm 1943 thì đã đủ cho nhu cầu của quân đồng minh gồm có 3 nước lớn, đấy là Anh, Liên Xô và Mỹ, tức là phải lên đến hàng tỷ liều. Và chúng mình có thể quan sát bức ảnh chụp được ở nhà máy Pfizer. Đây là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới cho đến tận ngày nay. Và các công ty dược phẩm Mỹ đã có đóng góp rất là to lớn trong việc sản xuất penicillin. Và trong một bài báo được viết vào cái giai đoạn này thì người ta đã cảm ơn cái thuốc penicillin này, bởi vì nhờ có nó và những người lính bị thương vì nhiễm khuẩn
đã được cứu sống và trở về nhà. Như vậy thì chúng mình cũng đều hiểu rằng là phát minh ra thuốc kháng sinh penicillin nó có ý nghĩa to lớn như thế nào, đúng không nào? Nó cứu sống vô số người trên thế giới của chúng ta từ giai đoạn mà nó được sản xuất lớn cho đến tận ngày nay. Và một điều rất là thú vị đấy là cái sự tình cờ phát hiện ra penicillin từ nấm, và quá trình mà nó được nâng cấp quy mô để sản xuất với lượng lớn, nó cũng đã mở đường cho sự khám phá ra hàng loạt thuốc kháng sinh mới. Và đây đúng là một loại thuốc thần kỳ, nó là một món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho nhân loại. Để vinh danh các nhà khoa học đã miệt mài cống hiến, thì người ta đã vinh danh một giải thưởng rất là cao quý trong khoa học, đó là giải thưởng Nobel. Ở đây là lĩnh vực y sinh hoặc là y học, vào năm 1945, cho ba nhà khoa học. Thứ nhất là Alexander Fleming, người đầu tiên quan sát và ghi nhận cái tác dụng diệt khuẩn của penicillin. Thứ hai là Walter Florey và Ernst Chain. Đây là những người mà đã đào sâu nghiên cứu, tinh chế được penicillin và thử nghiệm chứng minh tác dụng của nó trên động vật và trên những bệnh nhân đầu tiên. Mặc dù là thuốc kháng sinh thì nó đã giúp cứu sống rất là nhiều người, nhưng mà chúng ta biết rằng là vi khuẩn nó là những cái sinh vật sống và nó sẽ biến đổi để thích nghi với môi trường. Đối với kháng sinh cũng vậy, kháng sinh đe dọa vi khuẩn nhưng vi khuẩn cũng tìm cách trốn tránh sự tiêu diệt của thuốc kháng sinh. Vì vậy mà chúng ta cần tránh sử dụng bừa bãi kháng sinh đang có, tức là phải sử dụng đúng liều, đúng thời gian theo bác sĩ kê đơn. Và các nhà khoa học trên thế giới hiện nay cũng đang rất nỗ lực để tìm ra những kháng sinh mới, chạy đua với sự đột biến của vi khuẩn. Ở đây thì chị Nhung sẽ bật một video trên TED Talk để chúng ta sẽ hình dung ra kháng sinh diễn ra như thế nào và cái tầm quan trọng của việc ngăn ngừa cái kháng sinh diễn ra nhé. Video này thì có phụ đề, chúng ta sẽ xem nhé.
Vừa nãy thì chúng mình hơi bị lỗi wifi một chút nên là một lát nữa thì chị sẽ gửi cái link của video vào nhóm Private Student nhé, và chúng mình có thể xem lại có âm thanh. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với phần trắc nghiệm để các bạn nhỏ có thể nắm vững được kiến thức của bài hơn. Các bạn nhỏ có thể trả lời câu hỏi ở khung chat nhé. Chúng ta đi vào câu hỏi đầu tiên. Penicillin lần đầu tiên được tìm ra bởi Alexander Fleming vào năm nào? A 1920, B 1928, C 1942, 1943. Các em nhỏ điền các đáp án vào khung chat để chị xem nhé. Wow, các em điền đúng hết rồi này. Năm 1928. Rất là giỏi nhá. Chúng mình đến với câu số 2 nhé. Penicillin lần đầu được tìm ra từ loài sinh vật nào? Thứ nhất là nấm này, thứ hai là vi khuẩn này, thứ ba là thực vật này, và thứ tư là động vật. Chúng mình đưa ra câu trả lời cho chị nào. Câu số 2 nhé. Chúng ta đến với câu số 2, mình gõ là hai gì đó. Chị đã thấy rất nhiều câu trả lời rồi này. Đợi một chút nào, xem các bạn có trả lời được chính xác hết không? Wow, các bạn trả lời rất là chính xác luôn. Chứng tỏ là các bạn thấy buổi dạy hôm nay rất là hay cho nên đã nghe rất là chăm chú đúng không nhỉ? Chị rất là vui, các bạn đều trả lời đúng, đấy là từ một loài nấm. Và cụ thể chúng Fleming tìm ra thuộc loài Penicillium notatum nhé. Hai câu này có vẻ rất là đơn giản, chúng mình đến với câu thứ ba xem là có làm khó được các bạn không nào. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, penicillin được sản xuất nhiều nhất ở đâu? Thứ nhất là ở Anh, thứ hai là ở Mỹ, thứ ba là ở Hà Lan và thứ tư là ở Đức. Chúng mình gõ câu trả lời nào. Chúng ta bắt đầu với câu số 3 nào. Gõ cho chị câu trả lời nào, là nước nào? Các bạn đều trả lời là B nè, đúng rồi. Rất là chính xác nha. Chúng mình nhớ nhá, là tuy Anh là nước đầu tiên tìm ra penicillin và cũng là nước tinh chế được nó, chứng minh được tác dụng của nó trên động vật, nhưng mà ông Florey phải bay đến tận Mỹ để nhờ công ty dược phẩm đây sản xuất penicillin với lượng lớn. Chúng ta đến với câu hỏi thứ tư này. Câu hỏi này là một câu hỏi không dễ đâu nhá. Nhà khoa học nào được trao giải thưởng Nobel y học năm 1945 cho phát minh penicillin? Đầu tiên là Sir Alexander Fleming, thứ hai là Howard Florey, thứ ba là Ernst Chain, và thứ tư là cả ba phương án trên. Nào, gõ câu trả lời cho chị xem nào. Chúng mình đến với câu hỏi thứ tư nhá. Thứ tư rồi. Chúng ta xem là có một câu trả lời nào chính xác không nào. Ok, Zoom đã trở lại rồi. Chúng mình gõ câu trả lời nhiều nhiều một chút để chị xem là có bao nhiêu bạn nắm được bài nào.
Các bạn nhỏ có câu trả lời đi nào. Các em nhìn thấy màn hình đúng không? Các bạn nhắn tin trực tiếp cho cô Nhung nhé, hoặc là nhắn tin cho hot, nhắn tin trực tiếp cô Nhung nhé. Hiện tại chức năng đang bị khóa, chức năng chat đang bị khóa, các bạn nhắn trực tiếp cho cô Nhung. À ok, nếu chức năng chat đang bị khóa thì chị đã nhìn thấy rất là nhiều câu trả lời đúng rồi. Và chúng ta biết rằng là phát minh ra penicillin là một cái phát hiện tình cờ của Fleming, nhưng nó cần đến sự đóng góp của rất nhiều nhà khoa học khác để biến thuốc này trở thành một loại thuốc phổ biến cứu chữa cho hàng triệu người trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và phương án của chúng mình là phương án D. Có một số người thắc mắc là trong nhóm của Howard Florey, ngoài nhà khoa học lỗi lạc là ơn trên thì còn có một người nữa, đấy là Norman Headley. Nếu không có ông ấy thì penicillin không thể sản xuất lượng đủ để tiêm vào chuột. Nhưng mà tại sao ông ấy lại không được trao giải thưởng Nobel? Thì có một số người cho rằng đây là một cái sự thiếu sót của giải thưởng Nobel này. Và sau đó thì Norman Headley cũng đã được vinh danh ở những giải thưởng khác để bù đắp cho sự thiếu sót này. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là các nhà khoa học làm việc miệt mài để cứu sống mạng sống của hàng triệu người thì có lẽ là các nhà khoa học cũng sẽ không buồn đâu nếu mình bị quên một chút, đúng không nào? À, bây giờ chị đã thấy là các bạn nắm được bài rất là tốt và chị rất là vui. Thì chúng ta sẽ đến với phần Q&A nhé. Các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi chị thì giơ tay lên nào. Có bạn nào có câu hỏi không nhỉ? Giơ tay nhé. Wow, mời bạn Trần Phương Thảo nào. Chị ơi, chị có nhận cái phần này chat của em ấy nó không hiện, thế để em gõ chữ ấy chị ạ. Ồ, ok. Nhắn cho chị nhé. Thế trong thời gian chờ đợi Phương Thảo thì mình sẽ nghe câu hỏi của bạn Quốc Vinh nhé. Mời bạn Trần Quốc Vinh. Là, cho em hỏi là thế cái nấm kia là cả một cây nấm luôn hay là vi khuẩn của nấm hả? À, nó là một loài nấm nhé. Nấm và vi khuẩn là hai loài khác nhau thì em cũng biết rồi đúng không? Và đây là nấm. Thì người ta gọi cái đơn vị đấy là khuẩn lạc. Và trong khuẩn lạc thì có rất nhiều cá thể nấm. Chứ không phải là một hay hai con nấm đâu. Nó là rất nhiều cá thể. Ừ, cảm ơn em. Chúng mình đến với bạn Quang Minh nào. Mời Quang Minh đặt câu hỏi. Unmute. Em cho cô là em hỏi là tại sao cái bệnh nhiễm khuẩn này trước khi có thuốc penicillin nó lại hầu như không chữa được ạ? Cảm ơn Quang Minh. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Trước khi tìm ra các cái kháng sinh thì vi khuẩn nó tấn công cơ thể người và hệ miễn dịch của chúng ta đôi khi không thể nào mà chống chọi được với sự nhân lên của vi khuẩn. Và vi khuẩn sẽ làm cho cái vết thương càng trở nên sâu hơn. Và ví dụ như là viêm phổi chẳng hạn. Thì nếu viêm phổi rất nặng thì người ta sẽ không thể thở được. Và đương nhiên là không hô hấp được, không có oxy thì họ phải đối mặt với cái chết. Và chúng mình cũng phải hiểu rằng là khi có thuốc kháng sinh trở nên bất lực với vi khuẩn thì tình trạng ấy một lần nữa từ hàng trăm năm trước nó sẽ diễn ra ngay trong thời đại ngày nay. Và chúng ta cần phải sử dụng kháng sinh hợp lý hơn. Quang Minh còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Câu hỏi của em rất là hay. Không ạ. Em không thể thở được. Và nếu không có oxy thì họ phải đối mặt. Mà viêm phổi ra thì còn có rất nhiều nhiễm khuẩn nghiêm trọng khác, khiến cho cơ thể con người bị suy yếu và bị phải ra đi nhé. Được rồi, chúng ta cùng mời bạn Trần Hà Đình Thành 5B nào. Dạ thưa cô, là nếu như mà mình lạm dụng quá nhiều thuốc kháng sinh đó là vi khuẩn trong cơ thể mình đó là có thể đột biến gen để mà nó có thể kháng lại thuốc kháng sinh mà mình hay sử dụng hả của cô? Điều này là hoàn toàn đúng và chúng ta trong nữa thì chị sẽ gửi cái đường link của video vừa rồi trên TED Talk để họ diễn đạt một cách sinh động hơn những cái cơ chế, những cái cách mà vi khuẩn nó đã trốn tránh cái sự tiêu diệt của kháng sinh như thế nào nhé. Và hiện nay thì trên thế giới các nhà khoa học đã tìm ra rất là nhiều chủng kháng sinh nguy hiểm, nó kháng được rất là nhiều loại kháng sinh mạnh, phổ rộng. Ừ.
Ok, một lát nữa chị sẽ gửi video YouTube và Đình Thành xem lại nhé. Mời bạn Phương Trà nào. Ăn mãi rồi nó cứ bị lag kiểu gì. Mời bạn Phương Trà nào. Mấy là sau khi học cái này xong thì mình có bài tập đúng không? Một lát nữa thì chúng mình sẽ có một bài tập rất là thú vị nhé. Ok, mời bạn Ivan nào. Ivan đúng không nhỉ? 9 tuổi. Dạ cô, thưa cô, có phải là tất cả thuốc cô làm ra từ penicillin hay sao đó cô? Tất cả thuốc á? Đúng rồi. Penicillin thì nó chỉ là một loại thuốc thôi Ivan nhé. Chúng mình có rất là nhiều loại thuốc. Và ngay cả thuốc điều trị vi khuẩn thôi cũng có rất là nhiều loại thuốc khác nhau, chứ không chỉ riêng penicillin. Penicillin chỉ là một loại thuốc thôi. Trung cũng có câu hỏi nè. Mời bạn Trung. Dạ thưa cô, là vì sao vi khuẩn lại có thể tiến hóa được? Cái cách mà vi khuẩn tiến hóa được thì mình sẽ xem video mà chị sẽ gửi lại nhé. Vừa nãy thì có lẽ là nó bị lỗi mạng ấy, cho nên là các bạn nhỏ chưa theo dõi được kỹ. Thì chị sẽ gửi lại các bạn nhỏ xem lại. Nếu mà thấy khó khăn, không hiểu thì có thể hỏi trên nhóm Private Student nhé. Và chị sẽ cố gắng để giải đáp câu hỏi cho các bạn. Mời bạn Nguyễn Phương Mai nhé. Dạ cô, chị cho em hỏi là cái penicillin là mình có thấy bằng mắt thường được không ạ? Penicillin thì chúng mình thấy được bằng mắt thường nhé. Nó là dạng bột. Nó là thuốc tiêm ấy, nó sẽ thuốc tiêm và người ta sẽ là để nó một trong ống tiêm. Nó sẽ là một cái bột ở trong ống tiêm đấy. Mời bạn Minh Hoàng Bình Định. Dạ, thưa cô, là con hỏi là sau khi mình đánh máu vết thương lại rồi mình sát trùng, tại sao vi khuẩn nó vẫn xâm nhập cho được? Đây là một câu hỏi rất là hay. Vết thương ấy thì đôi khi nó là những vết thương rất là sâu, và những cái chất sát khuẩn của mình, ví dụ như là cồn chẳng hạn, nó chỉ tiêu diệt được vi khuẩn ở trên bề mặt của vết thương thôi. Khi mà vi khuẩn nó đi sâu vào trong lòng vết thương, có rất là nhiều loại vi khuẩn nó không cần không khí, không cần oxy để phát triển ở trong vết thương. Thì như vậy là có một số loại vi khuẩn nguy hiểm gây bệnh nó vẫn phát triển trong vết thương và khiến cho vết thương trở nên bị hoại tử và rất là đau đớn. Xin mời bạn Nguyễn Việt Quang Anh nào. Xin mời bạn Nguyễn Việt Quang Anh nào. Dạ, vậy thì penicillin có phải là loại kháng sinh duy nhất không ạ? Penicillin là kháng sinh gần như là đầu tiên để điều trị được nhiễm khuẩn, và nó là một cái loại kháng sinh rất nổi tiếng, rất nổi bật. Nó thần kỳ ở chỗ nó tạo ra từ nấm, và từ cái phát minh này mà nó có rất nhiều kháng sinh đằng sau nó được mở đường để phát hiện và được sản xuất lớn phục vụ cho nhiều người nhé. Tức là penicillin đương nhiên không phải là kháng sinh duy nhất rồi, có rất nhiều loại kháng sinh và các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục miệt mài tìm kiếm các loại kháng sinh mới. Mời Nguyễn Khiêm nào. Là mình dùng cách nào để cấy penicillin vô người vậy cô? Người ta tiêm penicillin vào trong máu nhé. Chúng mình đi tiêm vaccine rồi thì chúng mình biết là tiêm là thế nào đúng không nhỉ? Thì penicillin nhưng cũng nó là dạng bột mà cô. Gì cơ? Nó là dạng bột. Em nghe rất là kỹ cái bài giảng. Chị rất là vui khi là các em có những cái quan sát rất là tinh tế. Nó ở dạng bột và trước khi tiêm thì người ta phải hòa nó vào trong dung dịch, và nó sẽ trở thành dung dịch, thành một chất lỏng mà người ta tiêm vào như là các em đi tiêm vaccine ấy. Chứ người ta không để cái bột đấy đi vào trong máu. Các em rất là thông minh. Vừa nãy Ivan hỏi chị rồi đúng không? Thế thì chúng mình để cơ hội cho bạn Phúc Hưng nhé. Mời Phúc Hưng nào.
Thế không hỏi nữa. Thu Hương có câu hỏi gì không nào? Thế đang giơ tay. Câu hỏi là người ta đổ dung dịch bột thẳng trực tiếp ít vào dung dịch hay là người ta đóng luôn ở nhà máy sản xuất vậy con? À, penicillin thì họ sẽ đóng ở dạng bột và trước khi tiêm thì họ mới hòa vào trong dung dịch để nó trở thành dạng dung dịch. Họ là họ đóng ngay tại chỗ tiêu luôn hay là đóng ngay trong nhà máy? À, penicillin ở dạng bột thì đương nhiên nó sẽ được đóng kín ở trong nhà máy rồi, bởi vì là khi đi ra môi trường thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn, sẽ không thể tiêm được nữa. Nó phải thật là tinh khiết thì mới được tiêm vào cơ thể người. Yeah. À, vậy là chúng mình đã hết các câu hỏi rồi nhỉ. Chị thực sự rất là vui khi thấy các em có những câu hỏi rất là hay và nghe bài rất là kỹ. Các em thật sự là có những quan sát rất là tinh tế. Chị rất là bất ngờ đấy. Ở độ tuổi của các em mà các em có những cái đam mê và những cái sự tập trung rất tốt. À, thế thì chúng mình không thể không có thử thách được đúng không nào? Vậy thì chị sẽ đưa ra thử thách cho những tuần tiếp theo. Đây là thử thách của chúng mình nhé. Thì trong thử thách này thì chị muốn là chúng mình hãy tận hưởng cái sự sáng tạo không có giới hạn. Các bạn sẽ sáng tạo theo cách mà mình thích. Chúng mình không bị giới hạn hình thức. Các bạn có thể là vẽ tranh ảnh này, làm video kể chuyện này, sáng tác văn học, bài văn, bài thơ, thậm chí là hát hay là vũ đạo. Vì các bạn cảm thấy mình phù hợp với hình thức nào, là thích làm gì thì đều có thể làm. À, trong chủ đề thì chị cũng đã suy nghĩ và đưa ra những chủ đề rất mở. Và chúng ta sẽ chọn một trong hai chủ đề. Thứ nhất là miêu tả một phát minh khoa học mà em thích. Penicillin là phát minh khoa học mà chị Nhung thích thôi. Còn chị tin rằng các bạn nhỏ của chúng ta có thể là mỗi bạn sẽ thích những cái phát minh khác. Ví dụ như là tìm ra lửa này, tìm ra nguyên tố phóng xạ này, rồi là phát minh ra giấy, ra pháo hoa, vân vân. Thì các em cứ tự do tìm hiểu và miêu tả phát minh khoa học mà các em thích nhé. Và cái chủ đề thứ hai mà chị nghĩ là nó sẽ phát huy trí tưởng tượng của chúng mình. Nếu chúng mình trở thành một nhà khoa học trong tương lai thì em muốn khám phá về điều gì? Em có thể là tưởng tượng một cách chi tiết và miêu tả khám phá đó cho chị nghe nhé. Thời gian của thử thách này, vì chị nghĩ rằng là chúng mình có thể cần phải nghĩ nhiều hơn, nghĩ sâu hơn một chút, cho nên thời gian của thử thách sẽ là 2 tuần đến hết buổi học của ngày hôm sau, tức là hết ngày 16 tháng 7 năm 2023, chủ nhật tuần sau, thì chị sẽ đóng lại cái thử thách này nhé. Một lát nữa thì chị cũng sẽ gửi cái thử thách này lại trên nhóm Private Student để các em nắm được kỹ hơn. Chị nghĩ rằng buổi học hôm nay rất là thành công. Các em đã đều nắm được bài và chị rất là vui vì điều đấy. Cảm ơn các thầy cô trong nhóm Sport và đặc biệt là cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe buổi giảng ngày hôm nay. Và hy vọng là chúng mình sẽ có một buổi giảng rất là vui vào thứ hai tuần sau về một phát minh khoa học vĩ đại của thế kỷ 21 nhé. Xin chào các em, chúc các em ngày vui vẻ. Em chào cô. Chào các em. Em chào cô. Chào cô. Em đã nhiều quá. Chào cô. Chào em. Đây là đường thăng tiến của trời. Con chào cô. Bye bye cô. Bye bye em. Thử thách là gì vậy cô? Thử thách một lát nữa chị sẽ đưa lại cho nhóm Private Student để các em đọc kỹ hơn nhé. Rồi thầy chào các bạn, thầy em Zoom nhé. Tạm biệt cô. Thầy chào các bạn.